Vâng, xin chào tất cả các anh chị các bạn đã quay lại kênh Trực Với Long Official. Hôm nay thì tôi sẽ làm một cái clip về cái chủ đề là mình ra mình mày cỏ này các bạn. Trong cái vườn cái giống khóm MD2. Đó, các bạn thấy thì những cái khóm á là cũng gần đạt cái kích thước là khoảng 20 cm rồi. Có những cây là hơn 30 cm để mày cỏ để tôi chuẩn bị phục vụ quý bà con trong cái mảng đam mê trồng khóm MD2. Rồi, sau đây cùng về trải nghiệm với tôi nha các bạn. Thì khi mình ươm á thì mình ươm cây kích thích, còn khi nào các bạn trồng thì nhớ giãn giãn ra nha. Tôi nhổ cây cho nó sạch sạch đó các bạn, để cho nó bớt cái lượng cỏ để cho cây khóm nó mọc, nó mau phát triển. Rồi, các bạn nhìn đó là sau khi mần xong thì cây nó đầu nó chống chống rồi, các bạn lú những cái khóm lên này các bạn. Và đây ha. Còn qua bên đây nè các bạn nhìn nè. Mình quay cái máy qua đây ha. Đây đó, mấy cây cỏ nó lắng quá đi. Lắng quá này các bạn. Giờ chuẩn bị mần luôn cái clip bên đây cái nữa. Cho nó sạch. Thì sau khi mần xong á là những cái cây khóm á nó sẽ lú lên cao. Đó. Lú lên cao cho mau lớn để phục vụ quý bà con đó các bạn. Các bạn đang xem thấy kênh hữu ích thì nhớ bấm một like ủng hộ nha các bạn. Đăng ký kênh luôn. Thì kênh này kênh Trực Với Long Official.
Rồi cũng khá khá đó các bạn. Các bạn tôi sẽ qua bên góc bên đó làm. Vâng, giờ các bạn thấy là những cái cây cỏ trong cái vườn khóm á, vừa mằng cũng đỡ khá khá này các bạn. Cây bắt đầu lộ dơ gì ở ngoài nè, to to rồi nè. Thì cây cũng gần được khoảng 20 cm hơn, hoặc là có những cây gần 30 cm. Đủ cái kích thước để bà con trồng rồi. Thì để chờ khoảng gần nửa tháng nữa là tôi có thể tung ra thị trường. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều qua xem một cái clip ngắn cảnh mằng cỏ trên cái vườn ươm khóm MD2. Rồi cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà sắp tới có dự định trồng khóm MD2 thì thu hoạch đạt được những kết quả cao nha các bạn. Vâng, xin chào.